Tại sao cốp phải che đội mũ lên? Hả? À? Cốp sợ lạnh à? Đây mình đã ra ngoài ngoài trời đâu mà lạnh. Con bỏ mũ ra đi. Bỏ mũ đi, con sợ à? Con sợ gì? À, con sợ lạnh á? Con sợ... Con sợ lạnh à? Wow! Mình đã đến Hà Lan rồi đấy. Đây là những vườn của hoa để bán này. Đẹp không? Hoa giả không ạ? Ngoài hoa giả đây là hoa thật đấy con ạ. Đây đây, đây hoa này, hoa này. Con sợ à? Ok. Hoa lan đẹp quá. Xứ sở hoa tulip. Tulip, tulip, tulip. Chocolate, chocolate. Đấy, bà Lan nhìn giống kiểu mới nhá. Hello, hello. Chế đĩa mà lên thì cà phê và xì rồi kể cho ông đi nào đâu thì đi nào là ba má giờ không chịu bỏ à? Hả? Bỏ này đi nhá, đi nhá. Con chơi đây đâu rồi? Đây. Con đi xuống là bị lạc đấy. Con đi, tao đang đẩy mà. Con không đổ mũ nữa à? Không cần. Con bỏ không cần. Tao kéo khỏe hơn. Cứ đi thẳng á. Đúng rồi, Bagat nằm ở dưới này. Xuống đây lấy vừa đồ. Có buồn cười không? Chờ chờ chờ. Nè đâu? Con bò đấy. Wow, con gì đấy? Con khủng long. Con gì đấy? Con bò phải sao cho nhìn thật gì? Đuôi thì đuôi khủng long. Cánh Passagiers voor EasyJet vlucht 8874 naar London Gatwick zou spoedig mogelijk aan boord via gate H1. Có muốn thích không? Có đói không?
Ô chị Ba đâu nhỉ? Sao? Mình đang đi du lịch à? Đang đi du lịch. Mình đang đi du lịch Hà Lan. Đi du lịch Hà Lan. Đúng rồi. Mình đi du lịch Hà Lan để ngắm hoa. Đi du lịch Hà Lan để ngắm hoa. Du lịch để ngắm hoa. Một người quá. Với xong đây thì chứ với bảo đây đi. Cặp đi với chị. Hello Nhi. Hello Nhi. Nhi Nhi Nhi. Nhi Nhi Nhi. Nhi Nhi Nhi. Chị này tên là gì nhỉ? Chị hả? Chị Khôi. Hả? Chị Khôi. Đây mà. Chip. 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 Chị Chip ơi. Dạ. Có lạnh không? Có nóng không? Không. Hơi khó. 11 cái rồi. Cả căn nam. Mẹ đây nó rồng thì nó không bơm. Lấy hết tìm có điểm 2-7 cái rồi. Được, nó thôi chứ. Hả? Chuẩn quá. Đó bài. Bá thường lại nhìn nó hết. Bá bài. Bá bài. Bye bye. Ồ, ồ, ồ. Buồn cười quá. Hôm nay buồn cười quá. Có thích không? Có thích không? Buồn cười quá. Ồ. Hết rồi. Hết rồi. Xuống không? Hay là đứng? Đó. À, không được động vào đấy. Không được động. Nguyệt tối không được động vào đấy. Động vào đấy bẩn đấy. Này.